Mẹ mình cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình, và cũng chưa bao giờ bắt mình là phải báo đáp hay gì. Chúng ta có những khó khăn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau. Mẹ không thể hiểu được nỗi buồn của tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của bạn. Tháng năm về sau, mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh. Mới là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt, ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa 21, 22. Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta, và khi vừa bước vào năm 23 là những nụ hôn cũng dần thưa thớt. Hết thế giới để yêu nhau rồi lại không chia tăng được thời gian. Em chọn cách ôm lấy cho cơn đau, rời đi thật xa mà không một lời than. Quá khứ hay chia làm hai phần, anh giữ hết lại những sai lầm. Bỏ lỡ một riêng trái ban để câu chuyện ta dở ra, maybe. Thông điệp dành cho tất cả những ai đang xem video này. Có một điều chúng mình cần làm ngay ở thời điểm hiện tại, đó là ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh. Việc so sánh đó chỉ khiến chúng mình thêm hoài nghi về chính mình. Mỗi chúng mình đều có những sự lựa chọn và hành trình riêng, nên hãy luôn tin tưởng vào bản thân nhé. Chúng mình sẽ có thể biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Người đã bao giờ khóc vì một cái chuyện nó bé tí tí chưa? Một chuyện vốn chẳng có gì. Mình đã từng như thế, mình đã từng khóc vì những cái chuyện bé tí chẳng có gì cả. Người ngoài sẽ nghĩ là cái chuyện này vốn chẳng có gì sao lại khóc. Nhưng mà chỉ có con người đấy họ mới hiểu vì sao họ khóc. Bởi vì trước đó họ đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng rồi. Baby baby, chỉ cần em nghe qua đây một lần thôi, là anh đã biết cho nhau em rồi. Baby sao trong tim này lại loạn nhịp như vậy? Công cụ đứng xa để khi bỗng nhìn thấy bóng dáng một ai kia, làm anh say làm anh bay, mà giờ đâu anh ngẩn ngơ cứ như đang trên mây. Đặt giữa đôi mắt anh cứ thế là vào khoảng không vô định, làm vào đôi môi em mỉm cười, ánh mắt lung linh, và đôi chân dài nhìn mang cùng với làn da tươi như ngọc. Nhưng thực chất là em còn xinh hơn cả mình. Đừng đợi đến khi có động lực thì mới bắt đầu học tập làm việc. Động lực chỉ là một cảm giác nhất thời, nên chúng mình không thể cứ mất động lực thì lại dừng học tập và dừng làm việc được. Thay vào đó, hãy rèn luyện khả năng kỷ luật bản thân, vì chỉ khi biết kỷ luật bản thân, chúng mình mới có thể đi đường dài, vượt qua những khó khăn và chinh phục những mục tiêu mà chúng mình mong muốn. Em không thể nào dừng lời như không thấy. Em không thể nào dừng lời như nỗi đau này. Sẽ xóa đi hết những nghi ngờ. Em sẽ quên anh và sẽ như anh chưa từng đến. Mình đã từng mơ ước về cuộc sống tự do thời đại học, muốn làm gì cũng được hết, không ai cấm cản mình hết. Cho đến khi mình bắt đầu thức dậy một mình, ăn sáng một mình, làm tất cả mọi thứ một mình. Đó là lúc mà hơn bao giờ hết mình muốn được ăn những món ăn mẹ nấu, muốn được cả gia đình quây quần cười nói bên nhau. Cuối cùng mình nhận ra là nơi mình muốn về nhất là nhà, và người mình muốn gặp nhất là ba mẹ mình. Những yêu dại khờ là ngỡ hoa thơ, ngờ đâu là bao giấc mơ. Cả dù sau cơn mưa chờ anh đã đi về đâu, bao cánh mong còn thật nhiều nhưng tôi say đi màu. Nếu kỳ tích không chiều cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một: kiên cường hơn một chút. Sáng mở mắt nhìn lên trần nhà, một ngày đang chờ em, một ngày tràn đầy may mắn, hoặc nhiều chuyện để than thở thêm.
cần gì vội đeo kính, ngắm mẹ thiên nhiên bằng đôi mắt thường. Bản chỉ để trở về thực tại buồn chán, chuẩn bị phải lao vào cơn tắc đường. Đến giờ đi học rồi, vội vã khoác đồng phục lên người, ngồi lầm bầm một vài phép khó, chỉ để mình cảm thấy lười càng thêm lười. Đỡ dù sao thì cũng phải ăn cho nợ lần nào, chứ là như tụi nắng là không làm được đâu, cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta. Ta chiến đấu đến phút chót chứ. Anh mong ngày mai có nắng, dưới ấm con tim buồn đau tối qua. Anh mong dù cho vấp ngã, có lắm vòng ba bình yên chở che. Anh đâu trời cao có thấu, có biết cơn đau mùi hương thế nào. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, nó không quan trọng nữa, quan trọng là